3 triệu hộ nghèo cần trợ giúp. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, hiện nay trên cả nước có hơn 1,3 triệu hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,23% so với tổng số hộ dân cư toàn quốc và hơn 1,23 triệu hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,95%. Đây là những hộ gia đình đang cần được giúp đỡ nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo trong các năm 2016 đến năm 2018 thông qua các đợt vận động đóng góp qua tin nhắn vì người nghèo. Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 đã nhận được ủng hộ của các chủ thuê bao di động số tiền hơn 13,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Ban chỉ đạo Trung ương các trường, trình mục tiêu quốc gia, chỉ đạo sử dụng hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sinh kế nhằm thoát nghèo bền vững trên địa bàn vùng khó khăn, hỗ trợ phương tiện nghe xem cho hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, hưởng ứng chương trình cả nước chung tay vì người nghèo và tháng cao điểm vì người nghèo, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1.400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.